kéo các đai thép OBT SC18. Kiểm tra trước khi giao hàng nha. SC là chữ steel strap cutting, 450 là chiều dài 18 inch, 18 inch là 4 tấc rưỡi, hoặc là người ta nói là 18 inch, hoặc là người ta nói 450. Còn SC là viết tắt của chữ strap cutter, nên người ta thường gọi là SC450 hoặc là SC18 hoặc là SS450, đại loại là vậy, thế nào cũng như nhau hết. Đây rồi, cho nó sẽ cắt được đai thép ha, nó sẽ cắt được đai thép 32 ly, độ dày ly 2, hàng chính hãng của OBT Đài Loan ha. Rồi, rồi giờ em đóng hàng. Chú đó hả? Không, cái xong không? Giờ đi gửi giao hàng cho anh luôn, văn phòng phẩm Trí Minh.